chụp cho, chụp cho. 2, 3 này. 2, 3, 2, 3. Chết, không kéo lên được. Gặp sự cố, gặp sự cố. Bữa này mập, bữa này lên mập. Rồi, lên bữa rồi. Này mập. Rốt cuộc là không mặc quần luôn hả? Có. Sắp chưa, sắp lên đèn chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi nửa điên. Đây là một cái bí mật của cổ mộ nha mọi người, cái đình tượng gì lạ. Công ta. Nhưng mà tôi thảo quý vị tập trung giờ số vô. Ồ, 41 nó chạy còn hơn là chia tốc hành nữa.
41 rồi. Trời ơi, anh ba mình trúng đấy hả? Hên quá vậy anh. Này là cái chùm suốt. Tôi không dám quay luôn. Hai người đều mắc cười quá. Có trang điểm không vậy trời? Có. Sáng ướp cũng trang điểm rồi. Điểm đó, mới son đàng hoàng nha. Trời no, trời núi mà không biết là trang. Thấy không? Thấy không? Trời ơi. Em ơi, em bỏ cái kia bên này, nó xiết cái này, nó xiết quá là chừng đó. Hay một pin em á. Đó, bên cái bên phải luôn. Và anh ta chỉ tin là mình sang mới tới luôn rồi. Đừng nghe người cảm ơn anh được. Rồi, hả chị em? Chạy ra con ơi, chuẩn bị chạy đẹp nè con ơi. Thời gian mình dành đó con ơi. Đạt này nhiều nghề lắm nha mọi người. Đạt này nhiều nghề. Như trong ngoài đất hết à? Mềm vậy? Ờ, nó rụng quá. Nó gãy mà. Anh em phải là đứa vui tới một con người. Hát vui rồi con này đi con. Hai vui đợt dạy. Hai vui đợt dạy. Sao mà mở màn được là được rồi. Hai vui đợt dạy. Hai vui đợt dạy rồi. Dạy sắp luôn anh trai luôn. Quấn nó dày dày á, nó không có đứt. Đây là con heo luôn. Chào cả nhà. Đây cho mình đi con, cái gì cũng là mình mới luôn đó. Ta nhé cho ta luôn em ơi. Đã anh ta nhìn cái chú nè. Đó, ta cái nhà con anh ta đi phụ với cái đường, với cái đường bớt sao. Đức anh ơi. Sao đi chị? Đổi hả? Đổi hả? Kẹt mắt nó sao nó đứt thở rồi, đây bà đổi gì bà. Rồi, nhớ được kẹt con chứ chị. Trời ơi, nhỏ mới nãy nhúc nhích rồi. Nhúc rồi, nhúc. Trời, đứt thở luôn rồi. Sáng ướp. Sáng ướp này no đủ. Ở dưới cổ mộ, ở dưới cổ mộ mà vẫn được ăn uống. Tại vì á. Tối nay mọi người nhớ xem câu chuyện. À! Bấm vô da người ta luôn rồi. Bấm quá rồi mở không ra. Dạ còn 10 phút nữa thôi thì chúng em bắt đầu đi làm việc gì thì cái nhà sẽ xuống với tôi rồi. Và bây giờ là con mình ai cái tờ cho mình một chỗ ngồi ổn định trước cho bà con nhé. Ai đến sau tờ một cái ghế ngồi sau và ai đến cuối cùng chót thì hết ghế. Và ê hết ghế thì chúng em phải chuẩn cho bà con mình một cái ghế cho 5.000 đồng. Rồi hết ghế. Đi ơi, nằm đi, nằm đi còn một cái cuối luôn bà con này. Ai chưa có thấy mình là để ngồi với em bà con. Chủ yếu em đội mồ sống dậy làm đi kiếm cái đồ nịch bụng. Em đi kiếm cái đồ nịch bụng. Ướp mà nó đi ăn cắp cái đồ nịch bụng của em rồi nó sình lên thấy ghê quá. Đây một chút xíu nữa. Ba thằng nữ tập kia kìa. Đây bây giờ mới bắt đầu làm thí nghiệm mình. Thì bây giờ mọi người cái nhà mới cái cuộc này đó. 37 sao không có nón chung? Có thằng Hình Cường anh đưa chị. Nón em như con hầu chứ. Nó nhỏ bé. Vua mà. Rồi bây giờ mình gặp cái mèo với tất cả các thành viên cũng đã trên điểm và thay CD hết trơn rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi. Thì bây giờ chúng mình bắt đầu một buổi cho bạn không còn bài chương trình lô tô tài dầm những anh chị. Rồi hãy ghé cho em. Rồi lên gặp cho mình một con gấu nha.
Vân đang nghe người đẹp nói chồng cho mình một con gấu luôn. Này, con số 21 chiều qua không còn giá trị luôn, tiếp tục chụp lời mới luôn. Một lớp bé một mình tên thẳng luôn kìa, Nhi Chi Nhi thẳng luôn, Ngọc Nhi đúng rồi. Một lớp bé một mình tên, hai lớp bé hai niềm hy vọng cho bố càng nhiều, sẽ có cơ hội may mắn nhiều hơn luôn. Đó. Rồi em cảm ơn chị ba thẳng luôn kìa Nhi ơi, thẳng luôn với em gái thì áo đỏ kìa cưng thẳng luôn cưng. Rồi Út Bình Hải đúng rồi, rồi em quẹo qua bên trái luôn, có anh ba ngồi ngay góc bên bên trái luôn kìa cưng đó. Quẹo qua trái, quẹo qua trái, quẹo qua trái cưng ngay ngay góc kìa đa. Rồi Ngọc Nhi, Ngọc Nhi còn hai vé luôn, vé bên đây nè Nhi ơi, chạy qua bên đây cưng kìa đó. Em gái áo vàng và áo đen luôn kìa cưng ơi. Chạy thẳng nơi chỗ đường luôn nè em, bên đây nè, bên cánh trái ngay cánh vàng em ơi. Đây thì chú bỏ em mở cơ. Đây là gái Ai Cập nha mọi người. Gái Ai Cập là gái thùy mị. Thùy mị hả? Hả? Gái thùy mị. Ai Cập thùy mị chút coi, Ai Cập lộ lộ luôn em biết chữ. Dễ hả? Gái Ai Cập là Ai Cập có bầu. Đó, đúng chữ. Dễ thương quá. Bây giờ quay hậu trường á, do quay hậu trường hả chồng? Ờ, tại mọi người thay đồ xong chưa? Nữ hoàng có bầu mới ghê. Cái này cái định lệ nó đâu đâu.